Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Đặng Tín Audio. Tiếp tục các video. Video này Đặng Tín Audio sẽ giới thiệu các bạn về một dòng mic sản phẩm em vừa về. Số lượng nó rất là ít thôi, chỉ có mấy bộ thôi. Đây là một trong dòng mic rất cao cấp. Đây là dòng đời S360. Như bác nào đã biết về dòng mic BMS thì những cái dòng mà model mà về đồng S, S320, 350, 360, 329, 380 là một trong những cái dòng mic có thể nói là chất âm mang lại nó rất tuyệt vời về cái dòng BMS này. Còn thực ra cái dòng BMS bây giờ nó không còn lạ lẫm gì các bác rồi, nó một thương hiệu rất lớn, rất rất lớn trên thế giới rồi. Đến từ nước Đức, sản xuất tại nhà máy ở Trung Quốc. BMS S360, hàng em bao zin bao đẹp cho các bác như thế này. Số lượng nó không có nhiều thôi. Cho các bác xem qua cái tay của nó trước nhá. Đây. Và cùng qua xem qua cái tay của nó. Tay của nó là tay Elok, các bác nhìn này, nó đẹp như thế này. Những cái dòng tay này thì cầm nó không phải nghĩ rồi, về chất âm thì không phải nghĩ ngợi gì luôn. Nó rất là đầm và lô này nó rất là đẹp. Số lượng nó rất tiếc là chỉ có vài bộ thôi. Đấy. Các bác đang theo dõi video để lại cho em xin một like với nhá. Bác nào đang theo dõi video này thì hãy để lại cho em xin một like, xin cảm ơn tất cả các bác. Đây là dòng mic BMS S360. Đấy, hàng rất cao cấp của BMS. Và xin nhắc lại là khi có mua bộ mic BMS S360, bên sẽ tặng một lốc pin sạc này, một lốc pin sạc và bộ hai quả pin sạc này. Đấy, khi mua cái bộ mic BMS 360 sẽ tặng lốc sạc pin này và hai đôi pin sạc để các bác sử dụng cho nó an toàn và được nó bền hơn. Thường bây giờ người ta sử dụng pin sạc hết. Đây, em sẽ tặng cho các bác. Và em xin báo luôn cái giá cho các bác. Giá lô S360 này số lượng không có nhiều, em để cho các bác một cái giá cực kỳ tốt cho bác nào nhanh tay đặt hàng. Giá chỉ có 2.200.000 em bao ship cho các bác. Một dòng mic nó cao cấp như thế này chỉ có 2.200.000 tặng lốc sạc và hai đôi pin sạc nhá. Đấy. Hàng còn bên em bao zin nguyên bản này. Vẫn còn tem mác đầy đủ. Em nói luôn đây là hàng 6 số không tự ngắt nhá. Còn việc tự ngắt hay không có tự ngắt các bác đã biết rồi, không quan trọng gì cả. Các bác cứ đi mua tự ngắt thì bây giờ bộ mic 1 triệu hàng nhái họ cũng làm tự ngắt, nhưng mà chất âm không thể hát được đâu. Đấy, đối với dòng BMS này các bác yên tâm đi về chất âm. Đừng nghĩ quan trọng là tự ngắt hay không tự ngắt nha. Bây giờ bác dùng pin sạc rồi thì bác không quan trọng tự ngắt hay không. Đây này. BMS. Đến cái râu của nó là zin nhá. Râu của nó là BMS luôn. Đây. Tem mác đầy đủ, có lỗ cắm nguồn này, lỗ cắm sắc 6 ly này. Bác cắm vào giữa giúp em nhá. Sắc 6 ly bác cắm vào giữa giúp em nhá. Bác đừng cắm hai bên là nó sẽ ra chỉ một vế thôi. Đi bác cắm vào giữa giúp em. Đấy, khi mua hàng sẽ tặng đầy đủ dây jack phụ kiện cho các bác. Bác yên tâm đi. Đây là toàn bộ tay mic. Rồi các bác đang theo dõi video này thì hãy để lại cho em xin một nút like và đăng ký vào kênh giúp em nhá. Đây là toàn bộ là tay của nó đây. Tay là tay Elok, hàng còn đẹp như thế này, có nhìn thấy này. Riêng cái dòng tay này thì bác cầm nó rất là đồng. Bác làm sự kiện là hát sâu, hát gia đình con này thì khỏi nghĩ luôn. Bác nào mà đã sử dụng mic BBS thì không bao giờ muốn sử dụng cái dòng mic Suo mới này. Vì những cái dòng mic này là tiếng nó rất là dày, hát rất bay. Và đặc biệt là tiếng nó rất là sạch, đối với dòng BBS tiếng rất sạch. Đấy, tại sao mà nó lại nổi tiếng như vậy thì nó phải có lý do của nó. Vì tiếng nó rất hay, nó rất sạch, rất đẹp nhá. Quá đẹp luôn. Nói chung là nó đáng đồng tiền bát gạo thôi. Mà cái giá em đưa ra giá rất tốt. Vì đây nó có vài bộ thôi thì em mới để cái giá này, không thì giá thấp nhất của nó phải 2.500.000, 2.600.000 bộ mic này. Nói thật luôn đấy, vì cái dòng S360 này nó rất là đắt. Cho bác xem qua côn nó nha. Côn của nó là côn neo 2 tầng. Đây, côn neo 2 tầng. Côn này thì bác đã biết rồi. Đây là côn gần như là cao cấp mới nhất, đời mới nhất của BMS. Chất âm của dòng côn này đưa ra thì nó rất là dày, bay tiếng, rất bay tiếng luôn. Đấy, côn 2 tầng, côn neo. Quá đẹp luôn. Nói chung là nó đáng đầu tiền bát gạo thôi. Rất đẹp. Thực sự là rất đẹp. Bạn nhìn chưa? Quá đẹp luôn. Thì bên này sẽ sáp hết tần số cho các bác. Còn hai lây là hai lúc to nhỏ. Còn nó sẽ khóa luôn tần số cho các bác. Có vẻ bác chỉ cắm mic vào các bác hát thôi.
Mọi người sẽ test thử một đoạn karaoke cùng nghe nhá. Các bác hãy để lại cho em xin một nút like và đăng ký kênh cho em nhá. Ani bot hai lon lon nam nam kabai ani bot hai tiu hai le le ani nam 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 kabai ani BVS S360 này phải nói rất là hay luôn. Mọi chi tiết mua hàng số điện thoại 0916 957808. Em xin nhắc lại giá là 2.200.000 tặng pin sạc và đốc sạc. Xin chào tất cả các bác nhé, hẹn gặp lại tiếp theo.